Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối đông năm ngoái. Đêm hôm đó, cậu tôi bị ốm nặng, phải nhập viện. Sau khi được khám và xét nghiệm, các bác sĩ trực ban ở đó kết luận là có thể cậu tôi bị xơ gan và phải nằm viện một thời gian để chữa trị và theo dõi. Cậu tôi được làm thủ tục nhập viện và chuyển lên phòng ngay đêm hôm đó. Sáng hôm sau, mọi người phân công và chia thời gian để chăm sóc cậu. Tôi phải lãnh trách nhiệm trông cậu từ 22 giờ đến 7 giờ sáng. Cậu tôi nằm ở tầng 3. Để lên được phòng của cậu thì phải đi qua một dãy hành lang và một cái cầu thang xoắn dài và tối. Trên trần chỉ có vài ba bóng đèn neon nhỏ và mỗi cái đều cách nhau rất xa. Ánh sáng le lói từ những cái đèn càng làm cho khung cảnh của cái bệnh viện thêm phần ẩn lạnh. Tôi đến thay ca cho dì tôi là khoảng 21:30, vẫn còn rất sớm. Bệnh viện còn đông người nên tôi cũng không có cảm giác gì và đi lại rất bình thường. Mọi chuyện chỉ bắt đầu diễn ra vào khoảng nửa đêm. Lúc này mọi người ngủ hết, chỉ còn một vài người y tá trực đêm thỉnh thoảng đi lại ngoài hành lang. Lúc đó là khoảng 0:30, cậu tôi thức dậy và kêu đói. Tôi bảo cậu chờ một chút để tôi chạy đi mua đồ ăn. Tôi đứng dậy và loay hoay tìm cái cặp lồng để đi mua đồ ăn thì bỗng thấy có một cái gì lướt rất nhanh qua cửa sổ. Do cửa sổ có một tấm kính mờ nên chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng và đi rất nhanh. Lúc đó tôi nghĩ chắc là chị y tá nào đi qua, hay có phòng nào có bệnh nhân bị làm sao nên y tá mới chạy nhanh thế. Tôi lấy cặp lồng và ví tiền rồi mở cửa phòng. Khi đi ra ngoài được một đoạn thì từ đằng xa thấp thoáng tôi thấy một bóng áo trắng đang đi rất nhanh về phía cái cầu thang xoắn ở cuối hành lang. Tôi chạy theo định gọi nhưng chợt nhớ ra là nửa đêm rồi, hét lên bây giờ thì bị chửi chết, nên cố chạy thật nhanh về phía cầu thang. Tôi chạy thật nhanh, nhưng là một điều là càng chạy nhanh thì cô y tá ấy càng đi nhanh. Mặc dù tôi có chạy như thế nào cũng không bắt kịp được cô ta. Tôi bực mình gọi thật lớn: "Chị gì ơi, chị y tá gì đấy, dừng lại cho em hỏi một tí." Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi chạy đến cầu thang và đi xuống thì thấy cô y tá ấy rẽ vào một hành lang rất tối. Khi về, tôi lại phải đi qua dãy hành lang tối mờ ấy. Không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập liên hồi trong ngực. Đi qua dãy hành lang thì đến cái cầu thang xoắn. Và cạnh cái chân cầu thang ấy là cái lối rẽ mà cô y tá vừa rồi rẽ vào. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm: "Làm y tá mà người nhà bệnh nhân gọi cũng không thèm thưa." Đang lẩm bẩm như thế, bất giác tôi nhìn vào cái đường tối thui ấy. Tôi thấy người y tá lúc nãy cũng đang đi về phía mình. Tôi thầm nghĩ, không biết lúc nãy mình nói thế bà ấy có nghe thấy không. Nghĩ xong, tôi chạy một mạch lên tầng 3 và chạy về phòng của cậu. Cậu tôi ăn xong và lại nằm ngủ. Lúc đó tôi cũng nằm xuống nhưng không sao ngủ được, nên đi ra ngoài hành lang đứng cho thoáng. Ra bên ngoài ngồi và nhìn xuống khoảng sân rộng của bệnh viện thì thấy có ai đang đi dưới đó. Nhìn kỹ thì ra vẫn là cô y tá đó. Nhưng sao có cái gì đó lạ lạ mà tôi không thể giải thích được. Ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu cái khí lạnh của đêm mùa đông. Xong tôi lại nhìn xuống sân và giật mình khi cái bóng dáng cô y tá không còn ở đó nữa. Dụi mắt lại một lần và nhìn thật kỹ, cũng không thấy cô y tá đó nữa. Cả một khoảng sân rộng thênh thang, không có chỗ nào để nấp. Cô ta đang đứng giữa sân thì không thể nào có thể biến mất một cách nhanh như thế. Chỉ trong vòng vài giây mà không còn thấy cô ta nữa. Lúc này một cảm giác ớn lạnh chạy dọc trong cơ thể của tôi. Tôi rùng mình một cái rồi đi vào phòng. Cả phòng đã ngủ hết từ bao giờ, chỉ còn mỗi mình tôi là còn thức.
Tôi nằm xuống cái giường gấp được kê ở cạnh giường của cậu và nghĩ, thật là cô ta biến đi đâu được nhỉ? Thật khó giải thích. Nghĩ đến đây, tôi vùng dậy và chạy ra phòng trực. Thấy tôi chạy đến thì có một cô y tá trẻ đứng dậy hỏi, có chuyện gì mà em chạy như ma đuổi thế? Tôi trả lời, chị cho em xin cốc nước với, phòng em hết nước rồi. Cô y tá nhìn tôi cười, rồi lấy cho tôi một ly nước đá. Trong đầu tôi vẫn cứ thắc mắc, một người ngồi cạnh tôi bây giờ và cái người mà tôi thấy ở hành lang và dưới sân có một cái gì đó rất khác biệt mà tôi không thể giải thích được. Tôi hỏi chị y tá, chị ơi, bệnh viện này có nhiều y tá không ạ? Và đêm thế này thì có nhiều người trực không hả chị? Chị y tá trả lời, y tá ở bệnh viện thì đếm làm sao hết được hả em? Có cả y tá thực tập vài tháng rồi lại đi nên khó nắm được hết em ạ. Và ban đêm thế này thì mỗi khoa chỉ có khoảng 3 đến 4 y tá trực cùng với một bác sĩ thôi em ạ. Thế ở bệnh viện mình thì y tá chỉ có một mẫu đồng phục như thế này thôi ạ. Sao em lại hỏi thế? Ở bệnh viện nào mà y tá chả mặc áo như thế này hả em? Nhưng bộ chị đang mặc là áo mùa đông, còn có một bộ ngắn tay để mặc vào mùa hè nữa, nhưng nó không khác gì nhau là mấy. Chỉ khác là áo mùa đông nó dày hơn và là áo dài tay thôi. Chị y tá nói đến đây thì tôi đã hiểu ra cái mà tôi thắc mắc là gì rồi. Khi đi dọc dãy hành lang, vừa đi tôi vừa nghĩ, tại sao bây giờ đang là mùa đông mình còn phải mặc áo phao? Chị y tá kia thì mặc cả áo len, áo khoác. Còn cái bóng người mà mình thấy ở sân lúc nãy là chỉ mặc có độc một cái áo cộc tay. Người ấy không biết xét là gì à? Mà người đó là ai? Có phải y tá của bệnh viện này không? Mà nếu không phải y tá thì lấy đâu ra cái áo đó nhỉ? Đang thắc mắc thì tôi chợt nhìn xuống sân bệnh viện. Lúc này tôi thấy cái người mặc áo trắng cộc tay ấy có gì đó là lạ. Người ấy cứ đứng yên một chỗ, không di động, không nhúc nhích. Tôi cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. Trong tiềm thức, nó đang giục tôi là chạy đi, chạy nhanh về phòng rồi đóng cửa lại. Nhưng vì tính tò mò nên tôi quay lại nhìn một lần nữa, nhưng bóng người đó đã biến mất từ bao giờ. Đang không hiểu người đó đi đâu thì chợt từ phía cái cầu thang xoắn ở phía bên kia hành lang, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi thấy có một bóng người đang từ từ đi lên. Lúc đó tôi không còn nghĩ được gì ngoài một từ, đó là chạy. Nhưng một lần nữa tính tò mò lại thắng. Tôi đứng lại nhìn chằm chằm về phía cái người đang đi lên ấy. Khi đi lên đến nơi, tôi nhận ra cái áo cộc tay trắng và mái tóc cắt ngang vai đó. Nỗi kinh hoàng lên đến tột độ, tôi quay đầu lại chạy như bay. Chạy được một đoạn, tôi quay lại đằng sau thì không thấy ai cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay đầu lại đi tiếp thì va phải một cái gì đó lạnh toát làm tôi ngã xa đất. Đang định chửi thì tôi chợt khựng lại. Tôi cảm thấy cổ họng mình như bị chặn cứng lại, khi trước mặt tôi là một đôi chân trắng bệch như chân của người chết. Và khi tôi ngước lên, trước mắt tôi là một người con gái, một người y tá, da cô ta trắng bệch. Từ cô ta tỏa ra một cái gì đó khiến tôi cảm thấy rất lạnh. Dù là mùa đông nhưng mồ hôi của tôi vã ra như tắm. Tôi định vùng dậy chạy về phòng thì một cảnh tượng thật hãi hùng đập thẳng vào mắt tôi. Một khuôn mặt bị dập nát, với một bên mặt không còn một chút da nào như bị mài xuống đường, và một con mắt lồi hẳn ra ngoài, treo lòng thòng ở hốc mắt. Tôi hoảng loạn hét ầm lên và vùng dậy chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy hết sức bình sinh về phòng và đóng chặt cửa lại, nhảy lên cái giường gấp và trùm chăn thật chặt. Tôi nhắm mắt lại nhưng không sao quên được những gì mình vừa nhìn thấy. Sáng hôm sau, tôi nhất quyết đòi đổi ca. Cả nhà rất ngạc nhiên vì quyết định của tôi,
nhưng cũng không ai nghĩ ngợi gì, cũng như không biết gì về câu chuyện kinh hoàng đã diễn ra với tôi đêm hôm đó tại chính cái bệnh viện kinh dị này.